Và nó lại bước bước đều bước 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 đều bước và nó lại bước bước đều bước bước mỗi bước chân mà nó đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Và ánh đèn đường là thứ duy nhất để nó thấy được bước chân trong đêm, chỉ duy nhất là nó và bóng của mình không kém mà không thêm. Ở trong đầu là những hình ảnh của vài hôm trước nó cầm mong quên để đứt thuốc ở giữa và môi nó bước đều bước và xông lên đi ngang qua ngôi nhà của nó, ngôi nhà từ lúc thuở nhỏ bốn cửa sổ ba phòng ngủ hai mẹ con và chiếc cửa đỏ. Nó dừng vài giây lấy vài hơi tiến lại gần trong ngậm ngùi, có một cảm giác nó hoàn toàn khác khi nó biết đây là lần cuối. Và nó bỏ tay vào trong túi lấy một lá thư nhỏ tí, lá tâm thư nó viết hồi chiều vội đặt xuống rồi bỏ đi. Bị thư ghi gửi cho mẹ từ một thằng con bất hiếu, và dù thế nào thì xin hãy nhớ con trai mẹ yêu mẹ rất nhiều. Và từ khi nào thì nó cũng chẳng hay, cho nơi hàng mi giọt nước mắt nó lăn chảy, răng nó cắn chặt lưỡi nó có vị đắng cay, nó chỉ còn biết nhắm nghiền đôi mắt và phóng thật nhanh hay cẳng chạy. Và như thế nó lại bước bước đều bước 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 đều bước và nó lại bước bước đều bước bước mỗi bước chân mà nó đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Alo em ở đâu, em đang làm gì đó, hỏi thế thôi chứ anh cũng chẳng quan tâm điều đó. Anh đã cố rất nhiều chỉ để quên đi chuyện đó, nhưng đi con mẹ anh vẫn không tin những việc em đã làm vì nó. Có phải là lỗi của anh đi làm từ 8 giờ sáng tới chiều tà, lỗi của anh khi luôn chiều chuộng mọi điều em muốn không kêu ca, là lỗi của anh vì em luôn luôn tôn thờ những món vật kêu xa, hay lỗi của anh không có khả năng để mua cho em thật nhiều quà? Mà em à, anh lại ghé sang nhà của em vào chiều qua, nhắc em nhớ em vẫn còn giữ quá tim của anh chưa chịu trả. Nhưng lại thôi, vì anh biết tất cả lời nói không hiệu quả, và cuộc gọi này đơn giản chỉ để anh nói với em một điều là anh mong em vui được ở cạnh bên tình yêu mà em vừa mới có. Anh mong em đang nắm chặt bàn tay cái nơi em đến cùng với nó. Anh mong em biết tất cả anh làm đều là do em gây ra. Còn về phần anh đang đi đến nơi để gánh những hậu quả, và anh lại bước bước đều bước 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 đều bước và anh lại bước bước đều bước bước mỗi bước chân mà anh đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Và anh lại bước bước đều bước 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 đều bước và anh lại bước bước đều bước bước mỗi bước chân mà anh đang đi cứ như đã sắp đặt từ trước. Gần cả đêm đã đến nơi, chân của ta cũng mỏi, và câu chuyện kết thúc ở đây thì có vẻ đúng rồi. Lê đôi chân bước về bước cuối cùng mà trong đồng cảnh sát, cảm giác còng tay đến ngay thật mong khi mày thú nhận vừa phạm án. Mọi người không tưởng tốc 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 sức, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi. Trong túi quần tôi là cuộn băng ghi rất rõ lời thú tội, một xác nam một xác nữ và hung khí ở trong nhà. Xác nữ sẽ thiếu đi mất quả tim vì tôi đã ăn nó hôm qua.